Ông Linh sáng nay, sáng nay hình như là của thằng Doanh. Nhưng mà sáng nay đánh 4 cây. Nó bảo 7 giờ em đánh anh lên đây cho nó vui cửa vui nhà bảo. Mẹ lúc ấy dậy làm sao được. Cái kia về bảo bảo khách lúc mà khách nhận là cắt cái ngọn non nó đi. Cái nào anh? Cái đấy nhỉ? Ừ. Nó khỏe thì nó khỏe thật nhưng mà về cắt hết cái phần ấy đi. Nó như hồng thôi. Ừ. Hàng đánh đất phải thế chứ. Nhà này thơm. Ừ. Cái này bao lụ. Hết là. Ờ. Thế thì vào dừa. Linh vào lấy dừa ở trong kia kìa. Xong rồi ấy ông Tông. Mộc Hương này. Ờ nhà Nhật này, đây là nhà Nhật này. Mộc Hương loại 5 lít này. Mấy cả nhà Nhật này. Cây trong kia cũng là nhà Nhật luôn. Còn cái này là dâm bụt. Nhiều lắm, hôm nào ông phải ấy ông phun này. Cả đây này nó lây từ cái cây trúc quân tử này ra này. Không phun thì hết sao được. Còn đây là cái dâm dâm bụt kép hồng. Đấy nó kép. Dâm bụt thì mọi người biết rồi, nhưng thường ở nhà mọi người là cái dâm bụt đơn. Dâm bụt kép là nó có nhiều cánh này. Dâm bụt kép, màu của nó là màu hồng. Ngoài ra thì có cái dâm bụt kép đỏ nữa, nhưng mà cái bông kép đỏ nó có lẽ nó bé như thế này. Kép vàng thì nó to như này. Nhưng mà màu vàng. Xu hướng đấy, xu hướng theo kiểu đúng thông xoáy ca đấy. Xu hướng của cây cảnh nó to lắm, nhưng mà vanh của nó 20 thoát thân. Con này mà ở ngoài thì nó to, để lên xe này nó to. Bây giờ nó chui vào trong này rồi cho nên là nhìn không rõ. Thì những cái thời thủy nó bán triệu mấy, triệu rưỡi, triệu bảy gì đấy, bán lẻ. Rồi, người nhìn thì không. Đấy nó rẻ như này, nếu mà làm Mộc Hương thì cái bọn này nó phải 30. Nhưng cái gì nó thành xu hướng, nó đang sốt hoặc là nó kiểu nhiều người mua ấy. Con dâm bụt vừa rẻ vừa đẹp. Vừa rẻ gấp bao lần. Con vừa rồi là bốc 20 cây này lên rồi. Bạch trà cổ. Nói chung là cũng có nhiều. Nhưng mà tại vì là nói thật là mới có 2-3 ngày thì các ông không nên sốt sắng. Mới có 2 ngày. Ông có ông ăn cái áo ông lại vứt từ trên gác xuống dưới này. Về nó lại cho một cái đơn đi dị nữa thì. Tại anh ăn kẹo anh vứt xuống đây bảo có phải tao đâu ông cõng. Toàn dọa đi dị thôi, khổ thật. Cái trà thì các ông phải chờ tôi mấy hôm nữa. Có thì có nhưng mà giá bây giờ. Mà tàu này nó lấy về để làm mẹ gì đây không biết. Dẹp cái kìa, nó lây từ cái cây ấy ra kìa. Lây từ cái cây trúc quân tử đằng sau kìa. Chả biết nó dụng ý của nó là gì cơ. Chả biết dụng ý nó là gì. Đấy, đôi khi là cứ là lang thang đây. Xong rồi phân tích thị trường. Alo. Gửi cho em số điện thoại báo Sơn đấy.